Ngày 13 tháng 6, Đảng ủy Quân sự tỉnh và Ban tuyên giáo tỉnh ủy Vĩnh Long phối hợp tổ chức tọa đàm khoa học, giá trị lý luận và thực tiễn của tác phẩm Một số vấn đề về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thời kỳ mới của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tọa đàm có chủ đề, nội dung thiết thực có ý nghĩa quan trọng nhằm khẳng định, làm rõ những giá trị lý luận và thực tiễn về công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước ta. Tại tọa đàm, các đại biểu được nghe tham luận của các nhà quản lý, nhà khoa học, lãnh đạo, chỉ huy lực lượng vũ trang, cán bộ, giảng viên của các cơ quan, đơn vị và các ý kiến phát biểu nhằm làm rõ hơn một số vấn đề có liên quan. Các bài tham luận còn giới thiệu điển hình một số kết quả bước đầu trong việc vận dụng các quan điểm chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, cũng như một số kinh nghiệm, cách làm hay liên quan đến công tác quân sự, quốc phòng của cơ quan, đơn vị, địa phương. Bà Nguyễn Thị Minh Trang, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy, mong rằng thời gian tới, việc học tập, quán triệt và vận dụng các quan điểm chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào nghiên cứu, giảng dạy lý luận, chính trị và công tác quân sự quốc phòng của cơ quan, đơn vị, địa phương sẽ được tăng cường, đạt được hiệu quả cao hơn nữa, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn đổi mới và phát triển đất nước hiện nay. Đồng thời, đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, mỗi cán bộ, đảng viên cần phải tiếp tục tuyên truyền, giới thiệu sâu rộng các tác phẩm của Tổng Bí thư để góp phần nâng cao hơn nữa nhận thức, bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng của mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.